quý vị và các bạn, thì như quý vị các bạn đã biết, thời gian qua tại quận Nhất của Thành phố Hồ Chí Minh đang là tâm điểm của dư luận khi mà ông Đoàn Ngọc Hải đang cho cán bộ của mình đi dọn dẹp lề đường và vỉa hè của quận Nhất với mong muốn là biến quận Nhất trở thành Singapore của Việt Nam. Tại đây thì một diễn biến khác là FPT Tân Thuận cũng đang diễn ra một cuộc càn quét hết sức quyết liệt của ông Đoàn Ngọc Bảo là phó giám đốc Tân Thuận với mong muốn là biến FPT Tân Thuận trở thành quận Nhất của FPT. Thì ở đây đang diễn ra rất là nhiều cái hoạt động khác nhau như quý vị đang nghe. Thế thì sau đây là những hình ảnh mà chúng tôi thu nhận được tại FPT Tân Thuận. Bảo vệ đâu? Tại sao chỗ này hết chỗ đậu xe mà còn mấy xe này đậu đây? Dạ thưa anh, công cảm này chắc cái chỗ nhân viên để tạm đấy ạ. Không có được, chỗ này để đây xong để cái xe ra. Giao xe xuống chỗ phòng bảo vệ cho tôi. Dạ công cảm, có nghe ai cho xe xếp để ngay ạ? Xe xếp thì cũng càng hay phạt, hàng một tháng luôn nếu là xếp. Rồi mấy anh dắt ngay đi. Đâu để lung tung đi được. Phòng này làm cái gì vậy? Phòng này phòng của sếp anh. Sếp có đây không? Anh ấy cũng đi suốt không làm gì cả. Không làm gì cả thì đâu có sử dụng. Để phòng không để làm gì? Giờ đợi mục đích gì anh? Phá ngay thôi, vào đây dọn hết đồ đạc nữa. Để cho tụi phân làm studio, hoặc là cho chị em làm yoga. Anh em đặt ngay. Tay tay về cái. Đồ để lung tung lên hết, chiếm không gian chung, dọn hết đi thôi. Làm gì sao công bằng được, cái thực khác có chiếm đâu. Mất mỹ quan. Mấy anh chị kia biết bây giờ là mấy giờ không? Biết giờ là mấy giờ không? Cho cơ. Ngồi đây đi. Bảo vệ đưa mấy cô này đi. Có một thuốc ai ơi, khi sau mà được vòng thì anh ơi, thôi chị ra đi. Ôi, căn kia là gì đấy? Ok, còn gì đây? Tay cầm thuốc thì cái công làm gì hả? Cái này là phải thuốc. Mọi người bắt cái thuốc, bắt cái tay cho tôi. Từ từ. Phạt 1 triệu hành chính. Không có làm gì đâu á. Trời ơi, cái gì vậy? Cắt cương. Thưa quý vị, thì vừa nãy là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại FPT Tân Thuận. Thì thực sự đây là một cuộc càn quét hết sức là quyết liệt và nó được ví như là cơn lốc màu da cam của FPT. Chính vì vậy mà chúng tôi xin khuyến cáo tất cả những người FPT đang làm việc trên toàn cầu. Quý vị hãy tuân thủ những quy định khi đi làm và tránh để tài sản của mình lấn chiếm những không gian làm việc của người FPT. Là chương trình sắp các bạn đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.